nữ tể tướng duy nhất trong triều đại Trung Hoa. Khi quyền lực của Võ Tắc Thiên, còn gọi là Võ Hoàng hậu, Võ Mị Nương trong triều nhà Đường lớn mạnh tột đỉnh, Đường Cao Tông e ngại Võ Hậu lộng quyền, bèn lập kế triệu đại thần Thượng Quan Nghi vào cung để bí mật soạn chiếu phế truất Võ Tắc Thiên. Thuộc hạ của Thượng Quan Nghi biết được, bèn tố cáo với Võ Hậu để lập công. Võ Hoàng hậu kêu oan, lập mưu kéo gian Thượng Quan Nghi cùng thái tử cũ là Lý Trung mưu toan phản nghịch. Ông bị bắt vào ngục rồi xét tử, thân nhân bị tru di, gia sản bị tịch thu. Con trai ông là Thượng Quan Đình Chi cũng chết trong thảm cảnh đó. Vợ Thượng Quan Đình Chi là Trịnh Thị, đang mang thai được tha tội chết nhưng bị bắt vào cung làm nô dịch. Một hôm bà mơ thấy thần nhân đến trao cho cái cân, bảo rằng ngươi hãy giữ nó để sau này sinh ra một đứa con có tài bình thiên hạ. Vào một đêm tối, khi Trịnh Thị chuyển già lâm bồn, bỗng dưng có một vùng hào quang bao quanh nơi phòng bà, truyền tới tai Võ Hậu. Bà đến tận nơi để xem, cho làm điềm lạ bèn ban tên cho đứa bé là Uyển Nhi. Lâu dần giữa những khắc nghiệt kiếp nô dịch trong cung cấm, giấc mơ đó cũng trôi vào quên lãng. Trịnh Thị vốn là người học cao hiểu rộng, nên Thượng Quan Uyển Nhi luôn được mẹ chăm sóc, dạy dỗ học hành rất chu đáo. Năm Uyển Nhi lên 10, một hôm Trịnh Thị nhìn con chợt xe lòng, buộc miệng than dài. Phải chi con là nam tử thì quý biết chừng nào. Chẳng nhẽ vóc dáng mảnh mai, yểu điệu thục nữ kia lại bình định được thiên hạ sao? Uyển Nhi nghe xong chỉ nhìn mẹ gật đầu. Cô bé Thượng Quan Uyển Nhi thông minh lạ thường, 7-8 tuổi đã sành sỏi thi phú, lên 12 tuổi thì lầu lầu kinh sử, tinh thông cầm kỳ thi họa, chữ viết như phụng, còn thư họa như mây như gió, có thể mở miệng thành thơ, múa cò thành tranh. Khi khải đàn, Phụng Hoàng cũng xếp cánh ngẩn ngơ, rất được giới cung nữ chung đụng hàng ngày thương yêu trọng nể. Năm 13 tuổi, cốt cách phi thường, sắc đẹp thanh tú không kể sánh bì, mắt sáng như ngọc, môi tơ thoa son, mũi thẳng như trúc, răng đẹp như ngà, má điểm hai đồng tiền, duyên dáng ngời ngời. Giả như Tây Thi tái sinh cũng đến thế là cùng, tiếng đồn đã đến tai Võ Hậu. Năm 677, Võ Tắc Thiên 53 tuổi truyền Thượng Quan Uyển Nhi đến diện kiến. Bà trực tiếp khảo hạch. Võ Thái Hậu đưa ra những câu hỏi rất khó khăn đều được Uyển Nhi trả lời trôi chảy. Lệnh truyền đề một bài thơ. Theo truyền thuyết dân gian, khi cung tần đem khay giấy bút mực ra, Uyển Nhi cúi đầu tiếp nhận rồi thưa: "Muôn tâu nương nương, xin người cho phép tiểu nhi được tự do cất bút." Võ Tắc Thiên phất tay áo nhằm đồng ý. Thượng Quan Uyển Nhi tay trái nâng khay, tay phải cầm bút. Trong khi giới phi chiêu tiệp mỹ tài bảo cùng đám cung nữ trong cung đang có mặt đều nín thở chờ đợi, người người chỉ thấy tay nàng múa bút xuống lên. Đúng 3 lần quay mình, Uyển Nhi liền đặt khay lên đầu quỳ xuống. Mọi người đang trố mắt lo âu, trong khi Võ Thái Hậu đưa tay lấy bài thơ do nữ quan hầu cận khúm núm dâng lên. Xem xong, bà cất tiếng cười lanh lảnh, mọi người đều khiếp sợ nhìn nhau. Ngưng cười, Võ Thái Hậu phán, cô chính là người tài mà trời ban cho mình, tỏ thái độ đắc ý tột cùng. Ngay lập tức, Võ Thái Hậu truyền bãi lệnh nô dịch cho hai mẹ con Trịnh Thị và ban cho Uyển Nhi làm chức tiền tịch, đặc trách phần quản thủ thư phòng và soạn thảo công thư, chiếu chỉ trong cung. Sống trong cung cấm một thời gian, Thượng Quan Uyển Nhi mới biết được người mình đang cung phụng chính là kẻ đã tàn sát gia tộc và phụ thân của mình. Tuy nhiên, Uyển Nhi vẫn tỏ ra rất mực trung thành với Võ Tắc Thiên. Năm 684, Võ Tắc Thiên phế ngôi Đường Trung Tông để đưa Đường Duệ Tông lên thay. 6 năm sau, Đường Duệ Tông từ bỏ ngai vàng. Năm 690, Võ Tắc Thiên lúc này 66 tuổi, cướp ngôi nhà Đường, đổi quốc hiệu thành Võ Chu, dời đô đến Lạc Dương. Thượng Quan Uyển Nhi nhờ tài sắc vẹn toàn, bản chất thông minh, vẫn được Võ Tắc Thiên yêu chuộng, ban cho chức nội xá nhân. Ngoài trách nhiệm quản thủ thư phòng và cai quản giải quyết tất cả văn thư liên quan đến cung cấm, còn đặc cách giải quyết tất cả tấu chương của quan lại. Từ đó, Uyển Nhi chính thức tham gia vào triều chính. Lúc nào nàng cũng cận kề bên vị nữ hoàng đế. Khi ấy, Uyển Nhi chỉ mới 26 tuổi. 2 năm sau, Thượng Quan Uyển Nhi được phong làm cân quắc tể tướng, sớm trở thành người đứng phía sau Võ Tắc Thiên hoàng đế, được coi là rường cột của triều đình, là kẻ có quyền lực bậc nhất nhà Võ Chu, toàn quyền quyết định tất cả mọi việc trong triều chính. Năm 705,
Thượng quan Uyển Nhi truyền tin tức và lên kế hoạch cho Lý Đường Tông cùng đám đại thần thân tín lật đổ Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên bị ép thoái vị, sau 15 năm thống trị làm mưa làm gió đất Trung Hoa, lúc này bà đã 81 tuổi. Thù nhà trả xong, thân nhân của Uyển Nhi bị Võ Tắc Thiên sát hại được phục hồi danh dự và chức danh ngày trước, con cháu của họ được hưởng bổng lộc triều đình. Khi ấy, Trình Thị mẹ của Uyển Nhi mới tin vào giấc mộng năm xưa. Sau khi Võ Tắc Thiên chết, Uyển Nhi được Đường Trung Tâm sủng ái, tấn phong làm chiêu dung. Cô sớm trở thành nhị đệ phi tần của nhà vua, tăng thêm phần cai quản và thảo chiếu chỉ triều đình. Trong thời gian này, quyền lực Đường Trào lại nằm trong tay Vi Hoàng hậu cùng tình nhân của bà là Võ Tam Tư. Vi Hoàng hậu muốn đưa con gái mình là An Lạc công chúa làm hoàng thái nữ, nhưng Trung Tông không chấp nhận. Đến ngày 3 tháng 7 năm 710, Trung Tông đột tử. Nhiều sử gia cho rằng cái chết đột ngột của Đường Trung Tông là do An Lạc công chúa hạ độc. Vi hậu lên nhiếp chính với giả tâm trở thành Võ Tắc Thiên thứ hai. Năm thứ tư đời Đường Thương Đế, 710, Lâm Tri Vương Lý Long Cơ phát động cuộc chính biến, khởi binh tiêu diệt Vi hậu và phe đảng. Thượng quan Uyển Nhi bị bắt chung với Vi hậu rồi bị xử trảm. Lúc bấy giờ, bà 46 tuổi. Cũng có thông tin cho rằng, theo mộ chí, Uyển Nhi 13 tuổi được phong làm tài nhân của Đường Cao Tông, 42 tuổi sắc phong làm chiêu dung của Đường Trung Tông. Bên cạnh đó, văn tự trên mộ chí còn để lại việc Thượng quan Uyển Nhi khuyên can Đường Trung Tông không lập An Lạc công chúa làm hoàng thái nữ và lấy cái chết ra để can gián. Sự có mặt của Thượng quan Uyển Nhi góp công rất lớn trong việc khôi phục triều đại nhà Đường, cũng như những đóng góp của bà cho nền văn học thời kỳ đó. Bà là phi tần duy nhất xin được xây dựng dinh thự bên ngoài hoàng cung để có cơ hội chiêu mộ các văn tài học sĩ và được đặc trách làm giám khảo trong các kỳ thi, góp công lớn cho nền sĩ tử nước nhà. Bà thúc đẩy việc ngâm nga thi phú trở thành phong trào. Uyển Nhi đam mê sưu tầm thi họa, bộ sưu tầm của bà hơn vạn cuốn, ướp hương thơm ngát. Trăm năm sau, bộ sưu tầm này dần lưu lạc trong dân gian, nhưng mùi hương vẫn thoang thoảng lưu truyền.